nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, chúng con ngài xin Chúa ban phước lành cho những chiếc khăn tang này, để khi mang lên những chiếc khăn tang này, chúng con được nhắc nhớ tới mừng như phục sinh của Đức Giêsu Kitô và thêm lòng cây trông mà cầu nguyện cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin gia đình con cháu phát tài đem khăn tang xong thì chúng ta cử hành nghi thức tẩm liệm. Trên chồng lên nhận khăn tang. Hai con Say và Trâm. Hai con Sấy và Quỳ quận quậy. Gia đình Đức Quy Hương. Con đỡ đầu. Gia đình đỡ đầu Trung Oanh. Gia đình con đỡ đầu Hoài. Gia đình con đỡ đầu Sinh và Hiền. Anh chị em thân mến, chúng ta dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta tin tưởng cậy trông dâng người thân của chúng ta cho Thiên Chúa. Xin Ngài ban cho người thân của chúng ta những điều tốt lành nhất theo như lòng nhân hậu mà Ngài đã định đoạt. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con lời trong Chúa nhận lời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tỏ lòng thương xót với tôi tới Chúa là bà Maria. Chúa đã gọi ra khỏi đời này, thì xin Chúa đón nhận linh hồn này vào đoàn thể các thánh Chúa trong vương quốc ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: những ai Cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không bị xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Vậy ý của Cha Đấng đã sai ta là hết sự gì Ngài đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Đây ý của Cha Đấng đã sai ta, là hễ ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi ôi em Chúa. Anh chị em thân mến, như lời Chúa Giêsu vừa phán với dân chúng, rằng mọi người chúng ta đều có cùng đích của cuộc đời là trở nên một với Ngài trong nước của Cha Ngài. Những ai Cha đã ban cho Ngài thì sẽ thuộc về Ngài và cuối cùng sẽ đến với Ngài. Và hiện nay Chúa Giêsu đang ở bên cạnh Chúa Cha trên thiên quốc. Cho nên đích điểm cuộc đời của chúng ta, sau khi trải nghiệm hết thời gian của mình nơi dương thế, thì cũng sẽ về bên cạnh Chúa Giêsu. Lời này của Chúa Giêsu cho chúng ta xác định lại phương hướng cuộc đời của mình, mục đích cuộc đời của mình. Sống ở đời lâu hay mau, dài hay ngắn, nó không quan trọng. Quan trọng là người ta sống như thế nào. Sống hạnh phúc, sống bình an, sống tràn đầy niềm tin, để rồi khi rời bước khỏi dương thế này thì chúng ta đi đến đích điểm của mình
là sự sống trong Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc và bình an. Ngày hôm nay, chúng ta đưa tiến bà Maria về với Chúa. Bà đã mãn hạn của mình nơi dương thế. Trong niềm tin vào lời của Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất là xin Chúa đưa bà về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin Chúa đưa bà về hưởng hạnh phúc và bình an trong nước Chúa. Xin cho bà là người Kitô hữu, suốt một đời đã mang danh Kitô hữu, suốt một đời đã luôn muốn làm sáng danh Đức Kitô, thì khi rời bỏ thế gian này, bà cũng được Đức Kitô là phần sản nghiệp của mình. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Khi chịu phép rửa tội, linh hồn Maria này đã được hứa ban sự sống đời đời. Xin Chúa thương cho được công phần với ca thanh của Chúa trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn Maria đã được rước mình máu thanh Chúa là bánh ban sự sống đời đời. Xin Chúa cho được sống lại trong ngày sau hết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em họ hàng ban hữu chúng con và những ai làm ơn làm phước cho chúng con đã qua đời được phần thương thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các linh hồn đã qua đời được có ngày sống lại, được tiếp nhận vào hương nhan thanh cường sang Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người đang tụ họp nơi đây được có ngày cùng sum họp trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa, nhất là cho linh hồn Maria vừa mới qua đời. Xin Chúa thương thứ tha mọi tội lỗi cho các tôi tớ Chúa và xin đem họ vào hưởng sự sung mãn của ơn Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính cầu nguyện cho người quá cố. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa cho cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ôi kính thưa Chúa, Chúa trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi kính vinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai. Sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng gánh trên cây thánh giá, chết mà tan xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh công vâng. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa trong chính giây phút gương mặt thân yêu này khuất đi. Xin Chúa cho ban cho bà Maria được thấy mặt Chúa và cho chúng con tin chắc rằng một ngày kia chúng con cũng sẽ gặp lại bà sống gần bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tôi xin chân thành phân ưu với ông và tất cả con cái cháu chắt, anh em trong gia đình về sự ra đi của bà Maria. Bà đã chịu đau đớn trong cơn bệnh hoạn lâu dài. Ngày hôm nay Chúa đưa bà về với Chúa. Chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu và quyền bằng tình thương. Ngài biết Ngài sắp đặt như thế nào để mang lại điều lợi ích nhất cho mỗi người chúng ta. Cho nên bên cạnh tâm từ tình phân ưu về sự mất mát của người ra đi,
tôi xin hiệp ý một cách sâu xa với gia đình, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để dâng người thân của mình cho Chúa. Xin Chúa ban cho bà sống là người Kitô hữu thì chết cũng luôn thuộc về Đức Kitô. Một lần nữa xin thay mặt cho đại gia đình giáo xứ Hòa Ninh chân thành phấn ưu cùng ông và toàn thể tăng quyến. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nhướng môi tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân công hô tôi thần vinh phúc. Khi ơn Sion qua tôi tiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời anh em trong ban tập luyện làm công việc chuyên môn của mình. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui.
người nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người âm thầm trong hy sinh tha thứ tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi không mong ước chi là trao dâng cuộc đời dâng phật người dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi xin đón nhận người, xin đón nhận người dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi đây thân phận người, xin thương gọi mời đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô giờ đây xa vời vợi thật rồi, người ra đi, đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời. Đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi xin đón nhận người, xin đón nhận người dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi đây thân phận người, xin thương gọi mời đưa người về bên Chúa. Xin
dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng. Sống một đời hằng luôn tin chung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay xa đi rồi chỉ ước một điều. Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng vì căn bệnh đã cướp đi chị cũng không còn lại ở lại cùng gia đình con cháu và trong dòng họ nữa. Nay chúng tôi thay mặt cho họ Trần huyện Yên Ninh và họ Trần Chi của xã Hòa Ninh để có nén hương để vào kính viếng chị. Một lần nữa tôi xin cảm ơn
chân thành của gia đình cùng tất cả các ông bà, các bác trong gia đình.
tôi được sự ủy quyền của Tổ Y tế Cách Ly huyện Chi Ninh xin được chia buồn với đại gia đình Tăng Quyến. Vì bà có người con trai út đang cách ly tại Chi Ninh chờ ngày hết dịch được về phục vụ mẹ. Vậy mà bà ra đi đã để lại cho gia đình Tăng Quyến bao nỗi đau buồn. Tôi không biết nói gì hơn, xin được chia buồn với đại gia đình Tăng Quyến. Tôi xin được cúi đầu và thắp nén hương. Đại gia đình Tăng Quyến, hôm nay bà Maria được Chúa gọi về. Bà Maria đã hoàn thành những công việc lưu thứ trần gian này. Hôm nay Chúa gọi bà Maria về để hưởng nhan Thánh Chúa theo thánh ý của người. Mặc dù vậy, bà Maria ra đi để lại những đau thương, những mất mát, những trống vắng trong gia đình. Chúng tôi, ban hành giáo xứ Hòa Ninh, chỉ đến được thành kính phân lưu, chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến. Dâng lời cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và cất đi những đau buồn trong gia đình Tăng Quyến và ban cho linh hồn Maria mau chóng được hưởng nhan Thánh của mình. Từ giờ đây, xin mời gia đình Tăng Quyến hợp ý cùng hội đồng giáo xứ dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria thân yêu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thank you.
dưới hiền máu giáo xứ, rồi thực hiện hội về làm cái thánh giá của giáo xứ ba đoàn hiền máu giáo họ một, chúng con quy tụ về nơi đây để cùng nhau dâng lời cầu nguyện cúng dường cho linh hồn ba đi ha. Thank you.
nghi thức đập mạch nhắc ta nhớ rằng bà Maria sắp rời căn nhà trần gian này để về nhà đời đời, sẽ nhờ bỏ thân nhân bạn bè để trở về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của bà Maria vẫn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Thiên Chúa và xin cho linh hồn Maria thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại linh hồn Maria trong nhà xa muôn thuở. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng so xiến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thầy đi đâu các con cũng đã biết rồi. Ông Tô-ma thưa: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết con đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Ai mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với bầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tang thấp này, chúng con lại xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước chi chúng con nhớ mãi hình ảnh bà Maria và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc bà Maria từ ra căn nhà này, bỏ lại bao người thân đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chịu mến của bà Maria. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mắt hay nuối tiếc những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời và nơi Chúa quy thủ mọi người cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Đi đây luôn. Thank you.
là thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta tụ họp tại phương đình của nghĩa trang để cử hành thánh lễ an táng đưa tiễn bà Maria, người thân trong giáo xứ chúng ta, về với Chúa. Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên và ban cho chúng ta sự sống trần gian, chúng ta tạ ơn Ngài vì đã cho người thân của chúng ta được sống ở trần gian với tư cách là con Thiên Chúa. Và giờ đây, với niềm hy vọng vững chắc là thánh lễ là bí tích thánh thể, linh hồn Maria sẽ được Chúa dẫn đưa về từ thiên đàng. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết mỗi người chúng ta cũng như bà Maria đây có những thiếu sót nhất định của thân phận loài người. Cho nên để xứng đáng cử hành thánh lễ tạ ơn dâng lên Chúa người thân yêu này, chúng ta hãy cùng nhau thông hối lỗi lầm của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phung với các người Chúa cho, chờ đợi ngày thân xác được phùng sinh về quê trời hương nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiệp trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sẽ sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy chúng ta sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, người đại lượng và chan chứa tình thương, người không xử với ta như ta đang tội và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: lệnh Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: quả thật,
ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa Tăng Quyến, cùng toàn thể ông bà, anh chị em. Trong một thánh lễ an táng, mà đầu tiên linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng Tăng Quyến hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, thì xem ra nó cũng hơi trái tài. Và quả thật là đã có người từng nói với tôi rằng, sao cha giảng lễ an táng, cha toàn mời gọi người ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, trong khi các lời cầu thì lúc nào cũng cầu xin ơn tha thứ, tha tội lỗi, từ vực sâu tối, rồi tiếng khóc than vân vân. Tôi thì tôi mời gọi tạ ơn Thiên Chúa không phải vì sở thích của tôi, nó là như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn dựa vào lời Chúa Giêsu mà tôi mời gọi Tăng Quyến cũng như mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì người thân của mình từ bỏ mình về sự sống vĩnh cửu. Không cần nói ở đâu xa, không cần viện dẫn kinh thánh nhiều, cứ dựa vào một bài tin mừng duy nhất ngày hôm nay cũng đủ lý do để cho chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa rồi. Quả thật ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu không dành cho một người công chính, không dành cho một người tông đồ, không dành cho một người thiện tâm, mà dành cho một tên trộm cướp mà chúng ta quen gọi ông là trộm lặng. Ngôn ngữ bình dân chúng ta gọi ông ta là tên trộm lặng. Nhưng tôi nghĩ rằng sau lời Chúa Giêsu tuyên bố với ông ta ngày hôm nay, quả thật ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta, thì chúng ta không được phép gọi ông ta là tên trộm nữa, mà phải gọi ông ta là ông trộm lành, ông trộm thánh, ở bên Thiên Chúa rồi, ở ngay trên thiên đàng với Chúa rồi, mà dám gọi là tên à? Một đời lầm lỗi, chỉ một lần thấm hối, là ngay hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Thế thì có lý do gì để mà chúng ta trong một thánh lễ đưa tiễn người thân của mình về với Chúa lại phải ngửa mặt lên Chúa kêu than bằng những lời bi thiết và sợ hãi? Tạ ơn Thiên Chúa là phải, bởi không ai trong chúng ta, tôi nghĩ là có một cuộc sống tội lỗi hơn người trộm lành trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đằng khác khi chúng ta cử hành thánh lễ đang bước vào ngày hôm qua, ngày bà nhắm mắt lìa đời là ngày đầu tháng Mân Côi. Mà nói đến chàng chữ Mân Côi, nói đến Đức Maria, là người Kitô hữu nói đến một người mẹ ân cần, chuyên chăm, dịu dàng, thấu hiểu và chăm sóc cho cuộc đời của mình. Tôi vô cùng thích thú khi đọc lời kinh Nữ Vương Gia Đình. Lạy Nữ Vương Gia Đình, mẹ ở đây với chúng con, vui, buồn, sướng khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cậy trông ai? Cái lời kinh tha thiết, da diết lắm, nó thiết thực lắm. Tuy có nhiều người bảo rằng cậy trông vào Đức Kitô mới là sự cậy trông đích thực. Về mặt thần học thì đúng là như vậy. Xa mẹ thì còn có Chúa Kitô. Tuy nhiên, đây là một lời kinh nói lên cái tâm trạng của một người, của một con người khi cầu nguyện. Không phải là lúc không dạy giáo lý, không phải là lúc giải bày ý kiến thần học. Cho nên đọc lời kinh Gia Diết này, nó muốn nói lên cái tâm tình vô cùng thiết thực của người Kitô hữu. Trong cuộc sống trần gian, có những vui buồn sướng khổ, có những khó khăn và thuận lợi, cả về đức tin, cả về tinh thần, cả về vật chất, thì người ta thấy Đức Mẹ quả thực là một người mẹ dịu hiền, là một người mẹ thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình,
với mẹ đã từng sống nơi dương thế. Cho nên chuyện vui chuyện buồn, chuyện khó khăn gì người ta có thói quen đến với Đức Mẹ trước tiên. Người ta đến với Đức Mẹ khấn đã. Thông thường là vậy, khó khăn khấn với Đức Mẹ đã, rồi sau đó mới đi xin lễ cầu bình an sau. Cái thực tế của người Kitô hữu là như vậy. Mặc dù cái lời khấn nó không bằng thánh lễ Misa được, mà thiết thực, nó là một cái tâm tình thiết thực của người ta thấy rằng Đức Maria gần gũi với mình, có thể chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống thường ngày. Trở lại với việc ra đi của người thân chúng ta ngày hôm nay, ra đi trong ngày đầu tháng Đức Mẹ Mân Côi, nó làm cho tôi cứ có bị cái cơn cám dỗ rằng bà được Đức Maria chờ sẵn để dắt tay bà vào với Chúa Giêsu trong nước trời. Đó là ngày bà nhắm mắt lìa đời. Còn hôm nay ngày đưa tiễn bà, lễ an táng bà, thì lại diễn ra trong bối cảnh thánh lễ kính nhớ các thiên thần hộ thủ, hay chúng ta quen gọi là thiên thần bản mệnh. Giáo lý nói gì về vai trò các thiên thần bản mệnh? Giáo lý nói rằng mỗi người chúng ta khi sinh ra ở thế gian này được Thiên Chúa ban cho một vị thiên thần hộ thủ, thiên thần bản mệnh, để theo sát chúng ta từng giờ từng phút nơi cuộc sống, nơi dương thế. Các ngài có phận sự nâng đỡ chúng ta trên đường đời, dạy dỗ chúng ta các nhân đức, nhủ bảo chúng ta làm lành lánh dữ, và đồng hành với chúng ta khi ra chức tòa Thiên Chúa, để biện hộ cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta trước tòa xét xử của Thiên Chúa. Thánh Bernardo Viện Phụ khi nói về vai trò các thiên thần hộ thủ, ngài có một câu kết luận như thế này: các thiên thần hộ thủ là những người vô cùng khôn ngoan, vô cùng quyền thế, mà lại tuyệt đối trung thành. Cho nên khi có sự dìu dắt của các ngài đó, thì chúng ta không sợ gì hết. Cứ việc trao phó cuộc đời của mình cho các ngài dẫn dắt, thì bảo đảm chúng ta sẽ bước vào nước trời. Ngày hôm qua nhắm mắt lìa đời trong sự bảo trợ của Đức Maria, ngày hôm nay an táng dưới sự bảo trợ của các thiên thần hộ thủ. Hỏi làm sao tôi không mời gọi ông bà anh chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày được tiễn bà? Hỏi làm sao tôi có cả gan dâng lên Chúa lời nguyện xin bi thiết đầy hoảng sợ của kiếp người tội lỗi? Cho nên một lần nữa tôi lại mời gọi ông bà anh chị em trong giờ phút này, bằng tâm tình tri ân, chúng ta cầu nguyện cho bà Maria và cho cả chúng ta nữa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho hội thánh luôn chung tin rao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhân lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho người trong thế giới hôm nay khi đối diện với đau khổ, sự dư và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Maria sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc nước trời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu
khi làm cho Đức Giêsu con Chúa sống lại từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngài xa, những lời lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên luôn. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tế này trong ngày an táng bà Maria. Vui xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người qua cô. Nếu vì yêu đu lỡ lầm mà tôi tới Chúa đây hay còn mang vết nhơ tội lỗi thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì vậy hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi từ người nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy mánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con mà nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thân phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàm giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, voi người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dân, chúng ta dám nguyện rằng: xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, vĩ lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thời để lại bình an hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Ôi trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ở vào nhà con, nhưng xin cho con một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có tôi buồn niềm mai niềm vui. Hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta cũng hãy cầu xin cho cả chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp lại Đức Kitô, ngày ngày đến trong vinh quang, vì ngài là sự sống của chúng ta. Chúng ta cùng nhau được một kinh lễ cha, một kinh tin kính để hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hiện nay nhà là sáng, thương cha chỉ đến, đi cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ, chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta có chết cũng sẽ được sống đời đời.
Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nâng kẻ chết sống lại, xin ban của chúng con vào hương niềm vui nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho người thân của chúng con được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến chịu chết để mọi người được cứu rỗi và được vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà nhìn đến dân Chúa đang nhớ thương và cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu chúng con xa lìa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban cho được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Một lần nữa tôi xin được thay mặt cho toàn thể giáo xứ chân thành phấn ưu với toàn thể gia đình trong ngày đưa tiễn bà Maria. Xin Chúa dẫn đưa bà vào hưởng nhan thánh Chúa cũng như chúc phúc cho gia đình, để gia đình tìm được sự bình an, sớm tìm được sự bình an trong sự mất mát này. Xin chân thành phần ưu. Trọng kính cha quản sứ Hoàn Ninh, kính thưa quý sơ, quý hội đồng, mục vụ giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây. Trong thời gian qua, từ khi phát hiện bệnh vào bệnh đến ngày bà nhắm mắt lìa đời, gia đình chúng con nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều người. Các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, các ân nhân và thân nhân đã rộng vòng tay giúp đỡ tinh thần và vật chất. Anh em thân yếu và các cộng đoàn đã nhiệt thành dâng lời cầu nguyện và chia sẻ cùng bà trong cơn bệnh ngặt nghèo, chống lại bệnh tật. Tình làng nghĩa xóm đã đến chia sẻ nỗi đau của bà luôn luôn nở nụ cười đón nhận thánh ý Chúa. Đến ngày nhắm mắt được mọi người, chúng con xin chân thành cảm tạ sự hiện diện đồng hành của cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ an táng hôm nay là niềm minh chứng lớn lao lòng yêu thương của cha và cộng đoàn đã dành cho gia đình chúng con, đặc biệt cho bà mẹ vợ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha xứ đã trao ban các phép bí tích trong thời gian bà lâm bệnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình chúng con được tổ chức thánh lễ an táng long trọng hôm nay. Chúng con cũng xin cảm ơn quý sơ, các hội cầu nguyện, hội dòng mến thánh giá. Chúng con xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, quý vị gia trưởng giới hiền mẫu, hội cầu nguyện lòng thương xót, hội Phật tà tánh tâm và bà con nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn hữu gần xa và cộng đoàn dân Chúa đã đến với chúng con trọn tâm tình. Đặc biệt tăng quyến chúng con cùng cảm tạ các ban trùm trong giáo xứ, ban trùm sở tại đã tận tình cầu nguyện và giúp đỡ trong những ngày qua. Gia đình tăng quyến chúng con xin cảm ơn nhân dân thôn cùng toàn thể bà con thôn sở tại đã tạo điều kiện giúp đỡ tăng quyến chúng tôi tổ chức thánh lễ hôm nay. Cuối cùng con xin cảm ơn ca đoàn gia trưởng, cách riêng ca đoàn hôm nay đã hát hiệp dâng thánh lễ an táng được trọn vẹn và sốt sáng. Chắc chắn sự hiện diện đông đảo của cha quý tu sĩ cộng đoàn và niềm an ủi rất lớn lao cho tăng quyến chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho bà chúng con được
tình bằng hữu đặc biệt được yêu quý và quan tâm trong lời kinh tiếng hát. Cầu xin Thiên Chúa trong hành trình dương thế của kiếp người mỏng giòn không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Tăng quyến chúng con xin kính mong cha và cộng đoàn niệm tình thứ tha. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và sau cùng, tăng quyến chúng con xin giáo họ đọc cho ba tứ kinh từ tối thứ hai. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Suối nguồn tình yêu vì
Chúa thương con nên Ngài tháo tâm, vì Chúa thương con.